Hey, hello, xin chào toàn thể tất cả anh em. Chào mừng tất cả anh em đã đến với channel của mình. Và mình là BXT Class of Clan đây anh em ơi. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ làm một clip. Đó chính là đánh tan mùa hè với Golem Bang, Bang Thạch Nhân đó anh em ơi. Thì do cái tiêu đề hôm bữa mình cái phần giới thiệu cái video clip đó đã bị hỏng, thế nên là hôm nay bây giờ mình sẽ quay lại cái video clip giới thiệu về vấn đề chính trong ngày hôm nay. Thì rất là mong anh em thông cảm cho mình, tại vì nó có một điều sơ suất cực kỳ, chỉ là một lỗi nhỏ thôi anh em ơi. Một lỗi nhỏ thế nên là nó hơi khó khó nên là mình phải làm lại cái video này, và không thể nào cho anh em xem được cái những quân lính mà mình cho anh em xem. Thế nên là bây giờ mình lại qua con ặc phụ, con ặc chính, nhưng mà mình để cho người ta gua rồi, tại vì trận gua này khá là căng anh em ạ. Thế nên là không phải nói nhiều nữa, thì anh em hãy theo dõi đến cuối clip để biết những thông biết về cái video này nó nói về điều gì nhá anh em nhá. Thì chúc anh em có một ngày mới thật là vui vẻ, và chúc anh em những anh em đang đi học có một mùa thi thật là tốt nhá anh em. Và chắc có lẽ là mình sẽ ghép lại với cái clip mình đi đánh chay cái của ngày hôm qua nhá anh em. Thì mình đã quay clip xong rồi, chỉ tội là lỗi cái phần giới thiệu của clip thôi, thế nên là mình phải làm lại. Và chúc anh em xem video thật là vui vẻ và có những tiếng cười trong cuộc sống nha anh em ơi. Và thì bây giờ là let's go.